lên câu máy thứ hai ngày mưa gió luôn em ơi, một cặp luôn nha. Chiếc nãy 2018 về Hòa Bình rồi giờ con nãy về con mấy cài gì đâu hổ mấy cài nó mấy cài nãy về ngang rồi con này về Hòa Bình nha. Rồi lên xe một con Nghệ An câu Hòa Bình nha anh em. Con này bảo dưỡng full là hết chân chai rồi nè ha, đời cao á chứ phải đời thấp đâu. Bảo dưỡng dàn chân nè, khoang hàm băng tải bên em làm hết rồi ha. Dưỡng cái mưa rồi nha. Rồi ok, vô xe thành công rồi bà con ơi. Cảm ơn anh trai Hòa Bình đã vô ủng hộ nha. Xích mới luôn, mới tinh luôn, mới chầm chầm. Cầm bể đồ sơn si lại hết luôn rồi ha. Cái này là sơn thì do khách hàng yêu cầu thì mới làm thôi nha bà con. Ai kêu để zin thì càng tốt, đỡ tốn tiền sơn.